Vô tình là qua năm mới cũng khá là lâu rồi mà mình vẫn còn những thứ cũ chưa hướng dẫn hết cho các bạn, trong đó có cách làm cái cây mod này. Đây là cái cây kiều version 2 của mình. Cái cây này là bản nâng cấp của cái cây kiều 1 mình đã từng hướng dẫn, và nó sẽ khắc phục những cái khuyết điểm của cái cây kiều 1 cũng như là thay đổi một số thứ để nó phù hợp với sở thích của mình hơn. Và mình sẽ hướng dẫn làm cái cây này. Nguyên liệu mà chúng ta cần đó là hai cái doctor đen có độ dài là 3,3 cm. Ở đây thì các bạn mua hai cái doctor nguyên về, các bạn thẻo mỗi cái một miếng thì chúng ta sẽ được hai cái khúc này. Chứ các bạn không thể nào mà mua một cái doctor về các bạn cắt đôi ra được, tại vì nó sẽ không có đạt được cái độ dài là 3,3 và nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là bị cái khuyết điểm giống như là cái cây kiều một của mình. Cây kiều một mình lỡ cắt doctor ngắn quá và khi mà mình để lên trên cáp thì nó không có phủ lên trên cáp được. Cho nên là mình đã dùng một cái clip đen mình gắn lên trên cáp để cho nó bớt kỳ. Nhưng mà nó bị một cái là cái clip đen trên cáp và cái doctor thì nó không có dính với nhau, cho nên là khi mà quay thì cái doctor này nó rất là dễ bị bay ra ngoài. Nên là mình đã khắc phục bằng cách là tăng độ dài doctor lên và không có sử dụng clip đen mà cho nó phủ trực tiếp lên cáp luôn. Kế đó là chúng ta sẽ có là hai cáp city lớn, màu thì các bạn có thể tự chọn, ở đây mình chọn là màu xanh. Và hai cáp city nhỏ, ở đây mình đã lỡ gắn vào trong cái clip doctor đen này rồi, cho nên là mình sẽ không có lấy ra, tại vì lấy ra thì gắn lại rất là cực khổ, rất là thốn. Cho nên là mình chỉ để hình cho các bạn xem cái cáp nó như nào, và cái bước này thì mình nghĩ là ai cũng biết. Kế đó là chúng ta sẽ có clip màu của doctor G-Spec. Trên cái cây doctor G-Spec chúng ta sẽ có hai loại clip, một là clip màu, ở bên dưới là chúng ta sẽ có ba cái khúc clip màu nhỏ và một cái clip trong suốt phủ ở bên trên. Thì chúng ta sẽ lấy cái clip màu, nó sẽ được những cái khúc như này đó, chúng ta sẽ lấy hai khúc. Cuối cùng là thân tool. Thân này thì ở Việt Nam mình chưa thấy ai bán, cho nên là việc làm cái cây kiều 2 mà đúng bản gốc 100% thì nó tương đối khó. Nhưng mà mình vẫn hướng dẫn, tại vì có nhiều bạn may mắn tìm được và muốn làm cái cây kiều 2 này. Đã có bạn tự làm cái cây kiều 2 theo suy nghĩ của bạn đó bằng cái thân tool này luôn, nhưng mà vì không có hướng dẫn cho nên là bạn đã làm sai, và như vậy thì rất là phí. Cho nên là mình mới làm cái video này để cho các bạn nào mà may mắn có được cái thân tool mà cũng muốn làm kiều 2 thì có thể làm được đúng 100%. Bước 1, chúng ta sẽ xử lý cái thân tool này. Ở cái phần này chúng ta sẽ có một cái tip. Cái tip này thì chúng ta sẽ tháo ra. Còn ở phần này là phần cài áo, nó sẽ dài lên khoảng tầm này. Ở đây mình sẽ để cái hình cho các bạn xem đó, chúng ta sẽ cắt như hình. Chúng ta sẽ cắt bỏ cái phần cài áo như hình và chừa lại một đoạn như này. Đó, các bạn mà mình nói là có thân tool mà làm sai hướng dẫn là bạn đó đã bẻ hết toàn bộ cái cài áo luôn, cho nên là cái cây kiều làm xong nó bị ngắn hơn một đoạn so với cái cây kiều gốc. Đó thì mình hướng dẫn cái bước này, các bạn nhớ lưu ý là phải cắt ngay giữa cái cài áo chứ không phải là bứt bỏ hết toàn bộ cái cài áo. Nó sẽ được một cái đoạn thân tool như này. Sau đó chúng ta sẽ gắn cáp city lên trên thân tool thì nó sẽ được cái dạng như này. Đó. Kế đó là chúng ta sẽ gấp cái phần doctor G-Spec lại và cho vào trong cái cáp city nhỏ và gắn vào trong cái doctor, nó sẽ được như này. Đó, nó sẽ được cái dạng như này. Cuối cùng là chúng ta sẽ gắn cái doctor đen này lên trên cái cáp. Đó, nó sẽ được như này. Và các bạn lưu ý là khi gắn cái doctor lên thì phải gắn cho nó sát vào để cho cái cáp city nhỏ nó lọt vào trong đỉnh của cáp city lớn. Và chúng ta đã được cái kiều. Cái cây này thì mình đánh giá là nó phù hợp với những bạn mà newbie và những bạn thích chơi những cái phong cách nhẹ nhàng giống như mình. Đó, không có quá nhiều power trick rồi hất hất các thứ, thì nó chỉ thích hợp để quay những cái style mà lướt lướt trên tay thôi, chứ không phải là để quăng ném các thứ. Nếu mà bạn nào thích những cái phong cách như vậy thì có thể thử qua cái cây kiều này của mình. Và ok, thì clip đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.